Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Minh Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 11 trừ đi một số, cụ thể là 11 trừ đi 5 trong sách giáo khoa toán lớp 2. Để ủng hộ cho kênh thì các quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta hãy dành ra chút thời gian like và chia sẻ video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, các em hãy nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần tính nhẩm. Các con có thể dùng que tính hoặc là sử dụng các cái ngón tay của con để các con tính nhá. Ta nhẩm này, 11 trừ đi 2 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 9 đúng không ạ? 11 trừ 2 bằng 9, các con ghi số 9 vào. Nếu chúng ta ghi vào sách thì em phải dùng bút chì nhá. Rồi, 11 trừ đi 3 thì bằng 8, các con ghi số 8 vào. 11 trừ đi 4 thì bằng 7, con ghi số 7 vào. 11 trừ đi 5 thì bằng 6, phải không nào? 11 trừ đi 6 thì bằng 5. 11 trừ đi 7 thì bằng 4. 11 trừ đi 8 thì bằng 3. Và 11 trừ đi 9 bằng 2. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong cái phần tính nhẩm ở phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang bài tính nhẩm đầu tiên nào. Sang phần bài tập. 9 cộng 2 bằng 11 đúng không ạ? Con ghi 11 vào. 2 cộng 9 cũng bằng 11. 11 trừ đi 9 thì bằng 2. Được chưa? Con ghi số 2 vào. 11 trừ đi 2 thì bằng 9. Ta ghi số 9 vào. Tiếp theo, 8 cộng với 3 bằng 11. 3 cộng với 8 cũng bằng 11. Con ghi số 11 vào. Lấy 11 trừ đi 8 thì sẽ bằng 3 này. Mà lấy 11 tổng trừ đi 3 thì sẽ bằng số 8. Tiếp theo nữa, 7 cộng 4 bằng 11, con ghi 11 vào. 4 cộng 7 cũng bằng 11. 11 trừ đi 7 thì bằng 4. Đúng chưa nào? Mà 11 trừ đi 4 thì bằng 7. Sang cái câu cuối cùng bên này. 5, 6 cộng với 5 bằng 11. 11. Mà 5 cộng với 6 thì cũng bằng 11. 11 trừ đi 6 thì bằng 5. Mà 11 trừ đi 5 thì bằng 6. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A, tính nhẩm. Sang ý B nào. Ý B ở đây có hai phép trừ. Khi có hai phép trừ, con thực hiện từ trái sang phải. Lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai. Được kết quả bao nhiêu trừ tiếp đi số thứ ba. 11 trừ đi 1 thì bằng 10 này. Lấy kết quả 10 trừ đi 5 thì bằng 5. Tiếp theo, 11 trừ đi 6 cũng bằng 5. Con ghi 5 vào. 11 trừ đi 1 trừ đi 9. Lấy số thứ nhất trừ số thứ hai. 11 trừ đi 1 bằng 10. Lấy kết quả 10 trừ đi 9 thì sẽ bằng 1. 11 trừ đi 10 cũng bằng 1 này. Sang ý cuối cùng, 11 trừ đi 1 trừ 3 có hai phép trừ, kem lấy số thứ nhất trừ số thứ hai. 11 trừ đi 1 bằng 10. Lấy kết quả 10 trừ đi 3 thì kết quả sẽ bằng 7. 11 trừ 4 cũng bằng 7, kem ghi kết quả bằng 7 vào.
Sang bài tập số 2. Tính, chúng ta đặt tính theo hàng dọc. 11 trừ đi 8 bằng mấy? 1 này, không trừ được 8. Thì em lấy 11. 11 trừ đi 8 thì bằng 3. Đúng không ạ? 11 trừ đi 8 bằng 3. Vậy 3 đấy là 3 đơn vị. 3 đơn vị thì em phải viết thẳng cột với con 1 đơn vị và 8 đơn vị. Đây, viết số 3 thẳng cột với số 1 và số 8. Tiếp theo, 11 trừ đi 7. 11 trừ 7 bằng 4. Đúng không ạ? Vậy 4 đơn vị thì nó phải thẳng cột với con 7 đơn vị. 11 trừ đi 3 bằng 8. 8 đơn vị thì nó phải thẳng cột với con 3 đơn vị và số 1 ở hàng đơn vị phía trên. 11 trừ 5 bằng 6. Em ghi kết quả bằng 6 vào. Và 11 trừ đi 2 thì kết quả sẽ bằng 9. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Sang bài tập số 3, đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là. Như vậy chúng ta sẽ đặt tính theo hàng dọc nhé. Câu A, 11 và 7 này. Cô sẽ viết sang đây nhé. Viết sang đây để viết một chút như này. Như vậy bài 3A, em lấy 11 trừ 7. Con 7 này là 7 hàng đơn vị thì nó phải thẳng cột với chữ số 1 đơn vị ở phía trên. 11 trừ đi 7 thì bằng 4. Em viết kết quả số 4 này, nó thẳng cột với số 7 và số 1 hàng đơn vị. Hay B, 11 trừ đi 9. Con 9 này 9 đơn vị, nó phải thẳng cột với số 1 đơn vị này. Bạn nào mà viết số 9 phía dưới số 1 này là sai đấy nhá. Đấy, viết phía bên dưới số 1 hàng chục là sai. Phải viết dưới hàng đơn vị. 11 trừ đi 9 bằng 2. Vậy 2 đơn vị thì nó sẽ thẳng cột với 9 đơn vị và 1 đơn vị phía trên. Câu C, 11 trừ đi 3. 3 này là 3 đơn vị, nó phải thẳng cột với 1 đơn vị phía trên. Hàng đơn vị thẳng cột với đơn vị. 11 trừ đi 3 bằng 8. 8 này là 8 đơn vị, nó phải thẳng cột với số 3 đơn vị và số 1 đơn vị phía trên. Sang bài tập số 4 này. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn đi 4 quả, hỏi Bình còn lại mấy quả? Như vậy, muốn tìm số bóng bay còn lại của bạn Bình thì em lấy số bóng ban đầu là 11 trừ đi số quả mà Bình đã cho bạn, tức là 11 trừ đi 4. Như vậy, số quả bóng còn lại của Bình sẽ bằng 7 quả. Vậy câu 4 chúng ta sẽ giải như sau. Số quả bóng còn lại của Bình Kem này lấy số bóng ban đầu là 11 quả. Kem trừ đi số bóng đã cho bạn. Như vậy Bình sẽ còn lại là 7 quả bóng. 7 quả bóng. Đáp số. Như vậy, trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong toàn bộ các bài tập trong sách giáo khoa. Bài 11 trừ đi 5 trang 48. Để ủng hộ cho cô, các em hãy nhớ like và chia sẻ video nhé.
Bạn nào chưa đăng ký kênh, kênh hãy nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.